mình sẽ uống không á mày ơi. Uống gì? Không rồi, nó không uống đá. Hello cả nhà, hôm nay mình có mang xuống anh Tú con cá sa ba với nửa thùng bia. Hai anh em lai gai, cá thì đang nhúm lửa lên ốp để nướng. Chút nó mới có thang. Ôi chào cả nhà ơi, đang gửi chén. Ủa tôi thấy toàn là ông gửi chén không, dùng Tú khi nào bả rửa không ta? Rửa chứ. Đi mà nó làm cái chuyện thì ở nhà anh rửa. Ủa cái đồ mũ đó ông phơi mà nắng gì nó giòn nó mục rồi sao? Vừa ấy mình lấy vô à, vừa khô lấy vô. Để lâu quá là giòn thấy bò luôn. Ờ, nó giòn á. À, có một bạn trên mạng kêu mình quay ngày hào nhiều nhiều. Bây giờ mình xuống đây không thấy nó ở đâu hết trơn cả nhà. Tại vì nó đang đi bộ lang thang lum la hết trơn rồi. Có một ông còn kêu đi bộ theo thích Đinh Tuệ nữa. Trời ạ. kêu hào đi bộ giống như thích Đinh Tuệ. Thôi. Đội nãy đó nè. Thằng này nó đi nó còn nhớ nhà về chứ. Không đói nó về đâu. Đói nó về. Cũng đỡ vô đó. Mà thằng hào khi nào nó xin người ta ăn ta? Không dám đâu. Có ai kêu cho nó thì nó ăn thôi. À nó cho đó mình vô, nó không dám vô nhà ai chứ có mấy cái nhà quan rồi nó đi cho nó có vô đó có đó chứ còn ngoài nhà mà có người ta rồi nó không dám vô. À núp ló ngoài vậy đâu có dám vô nhà ta đâu. Có từng gì là không có đi xin ăn hả? Không có. Có người ta cho thì nó ăn có. Ờ. Đôi khi nó ngoan nó xách về cũng chừng nữa. Vậy đó hả? Ờ thấy lâu lâu có hàng xóm đồ á cả nhà. Cũng hay mà cho nó mà bánh trái đồ á. Đem về cho nó không đồ ăn đường á. Cũng được như đó. Còn quậy không? Nó còn quậy không? Còn chứ đồ đó, lâu lâu cũng lên quậy vậy. Lâu lâu quậy một lần hả? Lâu lâu cũng lên đồ. Nó thì nó ngay cả nhà ơi, thấy nó vậy đó. Thì giờ nó thì nó ngoan, lễ phép thiệt. Nhưng mà lúc đó là nó đang cái kiểu chưa có lên tăng xong rồi này kia á. Khi nó tự nhiên nó lên kêu anh Tú là kêu rằng lên đồ đó. Nó lên đồ cái là nó quậy. Quậy chút à, không biết ý nó vuốt vuốt nó chút xíu à lại xuống rồi nó cũng không có làm hại ai đỡ vụ đó nó không có phải như ta mà nhiều đứa cũng cầm dao rồi nó gượt cha mẹ chảy thúc bụng anh đỡ vụ đó hiền nó hiền rồi khoảng mẹ nhẹ chút à. Còn nhiều đứa mà nó khờ nó khùng nó trời ơi nhà giấu dao mát hết trơn đâu có dám để. Ừ. Để nguy hiểm lắm lũ chết à. Còn này đòi nó đỡ vụ đó đó mà như nó đỡ cái vụ mà đi mà biết đường về đó đấu nó về nó ăn cũng đỡ chứ nhiều khi người đưa đi mất tiêu luôn sợ cho nó đi một kiếm đi nhập người đi mất tiêu luôn lên đài hoài vậy. Ủa cái này bây giờ còn xài được không? Còn. Rồi cái khúc trên đâu vậy? Cái khúc trên cây ở dưới đó rồi. Cái này là cái gì đố cái nhà là chắc mà những người lớn tuổi đời kia thì biết thôi. Cái dạng nhỏ nhỏ không biết. Nhưng mà chắc ở trên thành thị rồi chắc không biết cái này là cái gì đâu. Cổ bây giờ thôi không được cái đó, tôi đang đố cái nhà rồi. Đây à. Cho mọi người nhìn vô nè, cái này giống như một đá hành tráng vậy đó. Đó, đố bà con cô bác những người chưa biết thôi nha, còn những người biết thôi đừng. Ủa cái này chắc hồi đó mà mình đi làm chắc nặng thấy bà nội luôn á trời. Nặng, trời ơi, nặng dữ lắm. Đó, tao người ta làm được kiểu này hay thiệt đó. Công nhận hồi đó. Mà làm có hoa văn ở trên này nữa chứ. Hồi đó mua cái đó mắc tiền lắm đó chứ không phải rẻ đâu. Gia đình nào cũng phải có. Nhưng mà kiểu làm cái này là để làm bánh đó cả nhà. Mình nói thì để cho những anh em này rồi cho chị em mà chưa biết thôi nha. Nó có ở trên đó mà đều trên cây dưới đằng đẳng này. Trên cây cái xây, còn cái xây vòng vòng cái này nè. Nó nào phải có cái ngỗng lên đó nè. Ở cái kia nó cũng có lỗ mà chim như ngỗng ngỗng vô đây nè. Ừ. Đó, bắt đầu cái trên có quay xây xây gì đó. Cái này nè, đường này nó xuống nè, xuống bột xuống đường đó đó. Ờ. Mà cái đó cái này kiểu thủ công này nó xưa nó ngon hơn. Còn bây giờ nó đâu có làm thủ công đâu, bây giờ toàn là cái trăm năm rồi đó. Có sẵn không à? Chỉ cái trăm năm giữ gì đó hả? Ừ. Cái trăm năm hồi thầy bà cố bà ghiêng rồi đó tới giờ mà. Bà cố anh đó. Lúc đó ông ra đời chưa?
có gà đâu có biết đâu. Rồi, rồi sao chuyện lại cho ông được hay vậy? Cái dạng đó con cháu thì bà cố bà để lại cho bà ngoại để lại cho má. Má để lại cho ông? Ừ, tới giờ luôn. Cái cầu số giống lên lắm á. Coi thử là sao? Cái bờ dưới ta xả tới mình gỡ lên được vài cái bờ dưới, còn bờ dưới tới nữa nó dính vô cái gì đó. Còn mình lấy lá chuối mình để lên được không ta? Lấy gì? Lá chuối no mình để lên. Để làm chi? Để chúng bờ này nè. Đừng cho nó dính, bờ thịt này nó dính lắm nè. Thôi tôi nghĩ là nó khô đó. Nó không dính ông nội ơi, nó chắc là tôi nghĩ là nó chín là nó không nó hết dính à. Nó tung ra cho là nóng không? Gờ cái bàn tay nóng không? Ủa, chết rồi. À, đi hái rau rồi. Ủa, giờ có rau sao? Có, lúc này ngay trong mùa rau chạy. Mùa sáng bán nó ế muốn chết rồi kìa. Sao vậy? Còn đâu mấy lọn năm về luộc ăn muốn chết. Qua bển đụng hàng ta bển. Vậy hả? Ừ. Nhiều người bán quá hả? À, vậy. Đây đâu cũng 5kg gì đó, rồi qua bển đâu mấy bà kia đâu rồi sách tủm tủm bển. Trời ơi. Bển thua. Đụng hàng bắt đầu mới bưng dài năng nỉ rồi bắt đầu cái đó bụng quá bán lúc nào chưa bán được đó. Ờ. Đi lợi đổ bún ăn luôn đổi hả? Hai lọn rau chạy thì tô bún. Tô bún nhiêu tiền? Tô bún 20 rồi ký 20 thì hai lọn thiện ký. Ờ cũng vừa ăn rồi. Ừ. Ủa ký 20 gì? Ký có 20 à. Hồi đó ký nhiêu ta? Cũng 20 bán như 10 lần vậy đó. Ờ đổ bán sao giờ bán gì vậy? Ai muốn bán sao bán. Còn mặt ông anh bán cũng nhận gì nữa, hồi đó 700 thì giờ cũng 700. Ừ. Nói chung bán cho người ta xài được đi. Ta nói chung người ta cũng cần làm thuốc người ta mới mua thôi. Mình đâu có mổ xẻ quá đâu được, nhiều người nó bán 1 triệu nữa. Mà bán 1 triệu chắc bán không được gì nhiêu đâu. Mắc quá. Thị trường bây giờ thì mật ong nó rất là nhiều. Ờ, nhưng mà đa phần thì mật ong thì người ta nuôi. 1 lít thì nó không có bao nhiêu tiền hết. 1 lít thì những mà ông nuôi 1 lít cái chừng 200-300 ngàn lít. Còn này thiên nhiên nó quý cái khoản cho đó, nó hút bông qua gừng rồi này nọ. Ừ. Còn nếu nuôi như nhớ nói là nuôi đó là đóng thùng nuôi rồi. Ờ, à, vẫn cái thùng nuôi nhưng mà nó vẫn nguyên chất. Thì cái kiểu bây giờ thì đa phần là chỗ nào cũng mặt mà ông nguyên chất hết, không ai pha nữa đâu. Tại bây giờ pha có ai mà pha nữa, như ngày xưa nữa. Làm gì chi, thử lỗi đi. Ta chỉ đau bệnh ta mới uống cái đó thôi chứ bình thường ai mua. Cũng như nhớ giờ cho mà người ta không lấy nữa. Không có gì đâu lấy làm gì. Đau bệnh cái đó phải cần à. Có mật ong thì nó trị bao tử hay lắm. Trị về ra bao tử á. Nếu mà cả nhà mà nói là biết sao không? Mật ong mà mình chơi ra một muỗng cà phê nhỏ á, cái mình có nghệ rồi vô á. Nghệ nó nghệ đen nữa. Chứ không phải nghệ mình đâu. Nghệ bình thường nó cũng được mà. Mình uống vô mình uống cái là nó được kiểu nó hơi khó nha, nó hơi khó uống xíu nhưng mà gán uống vô cái nó trị bao tử hay lắm. Lạc được chưa Tú? Đừng cho nó bể nha. Nếu bể rồi thôi đi, nghỉ đi. Chắc úp xuống đụng nhớ ơi, chắc nó dính luôn mày ơi. Cái gì? Không lẽ gì luôn hả? Mậu rớt xuống rồi sao? Phải bình là... Ủa, trên đời tôi mới trên đời như thế tôi mới thấy cái vụ mà nó ngược cái này luôn á. Tôi tiếc cho. Nó ngon. Nè cái nhà mình trên đời có nhìn thấy ai mà để cái dĩ ngược kia không? Phải có dĩ hai mặt á, mình trặt qua lặt lại thì nó dễ. Bóp vô cái thì nó gì ngon. Ê, cái đầu nó dính ở trên cái này không Tút? Để xéo lại được không? Ờ vậy đi cho nó sát cũng không được. Cho tôi lỡ mở rớt xuống một cái không biết sao à. Không rớt đâu. Bảo đồng. Không bao giờ rớt được. Thiết kế thêm cái nữa. Mình có cái gì mình có cái tia cây
cây trúc tươi tươi á, cứ mình kẹp nó lại. Trời trời, có giờ mới thấy vụ nước ngược này nha, độc đáo vậy. Vậy nó mới ngon đó. Ai thì nó dính vậy, nó dính vô thì mình để cho luôn, kéo qua chị cho nó chóc cái này. Đúng rồi. Nó mới ok luôn đó, chất lượng nữa. Thì bây giờ thì tạm ngưng xíu ngay cả nhà, để coi hồi nó rớt xuống thì hay. Tới giờ nó dính ngắt này trời. Ôi là trời, tới giờ nó còn dính nữa bà con cô bác ơi. Còn sao ta, không lẽ mình để nguyên dĩ mình ăn luôn. Ờ, ra kìa. Nó mong manh dễ vỡ quá. Đó. Ok. Rồi, kệ đi, còn miếng xíu xíu thôi. Lấy lại cho, bốc quá. Hốp lại. Ngon chưa? Đó. Ngon lành bà con ơi. Dĩ đường 6 chứ. Lên bia. Ủa ông uống không luôn hả? Ông uống không. Gì? Uống không mà có nước đá vô uống rồi cho nó no quá. Giờ như chín bầu nhé. Lúc trước nó không chín bầu mà giờ. Ồ, tôi không có nước đá uống không được. Mà nghe nói thì uống uống không mà nó im hơn, nước đá nó ngon hơn, cái lộn nó tốt hơn. Vô. Đâu uống không thử lon trước đây. Ôi, uống không có ngát. Chào bà con cô bác. Vô luôn bà con cô bác ơi. Hấp đủ ngon cơ. Làm màu vô đi. Đấy, làm chứ. Vô chỗ đây. Tao chơi cái mang này nó rớt xuống lụm luôn. Chị bố ơi. Ngon không? Chén hả? Ê, ê. Đang được, tôi quậy muối ớt lên cho nó dữ lên. Để ngoài dễ chấm nhớ. Để vô luôn đi, hai người chấm cho nó im hơn. Đi đi, đó. Ừ. Chừng mặn mày. Tao thấy quậy cái đó là mặn lắm đó. Mặn nó không ngon à. Ừ. Hiểu không? Thì mà ăn miếng cạo cơ. Để mặn đó. Cái da ăn ngon lắm. Gì? Cái da nó nè, ngon lắm. Mấy vụ này chạy những cá nướng ra đâu có nó tới à. Mình nó thấy nó lắc lắc quá đó. Sao đâu. Rồi để mát mẻ thoải mái không. Bữa nay chiều chắc là trời cũng đẹp quá bà con ơi. Không nắng không mưa. Im quá. Nhớ nó ra sao hay quá. Nó lựa nó cầm sao mà tới trăng cái giờ mà nó nắng không à. Chứ mưa ở nhà đâu ra được. Mưa chỉ có bằng áo mưa vô đường sau ngồi trong nhà nhậu à. Vô luôn bà con ơi. Có khi nào ai mà ngồi chạy mưa mà nhậu luôn không ta? Mình thích. Đó giờ chưa nghe. Cái đó ngồi trong ngày mưa mua nhậu vũ đế á. Cho nhậu và có nước đá này ngồi dám cúng 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 là gia cầm luôn á. Đó giờ có uống không gì đâu không. Không, không, không đứng ra vậy không uống được. Tùy thử uống quả vậy uống không được thôi chứ nó khó uống quá hả. Ừ nó ngát có lắc xê đồ ấp lạnh đồ nó đỡ. Ấp lạnh uống thì ngon. Có rau không Tú? Cái cá này nó ra như món xèo vậy đó. Hà năng nó nết gối. Miếng nó chấm vô thì nó bắt đầu rồi. Nó ăn cộng rau rồi. Salad. Một miếng với tía tô. Rau thơm. Và muối lủi. Ở động.
rau mà muối gì quên, không có muối gửi không ta? Muối cây. Muối cây gì đó hả? Ừ, cái này quế. Này có mấy thứ cải salad tí tô. Tôi ăn tí tô. Ăn tí tô được không? Được. Mấy cộng cộng nó phải nha, mấy cộng thông thường. Cứ hổ hổ. Mọi người cứ ăn nó thôi. Đói nữa không? Chưa. Chủ nhẫn, mình chủ nhẫn. Chú mới ra con. Chủ nhẫn mới lại hạ chủ nhẫn. Rồi rồi mới ra con. Rồi ngồi cái nào không? Mày còn thấy chứ anh đâu có thấy đâu. Ủa lần tôi giữ mình đi đó. Con ăn cá không? Cá gì chú nhớ. Nè lần miếng đi. Để cho dễ cho miếng nè. Nè con ngồi ở đây, ngồi xuống, ngồi chỗ này nè. Chỗ này chú nhớ. Ừ. Chú nhớ có gì. Đang quay phim, đang quay với con chào cả nhà đi. Dạ con chào cả nhà. Con mới đi đâu về? Mới đi chơi về hả? Ừ. Cá nướng hả cha? Đúng rồi, cá nướng. Con đi chơi miếng thì con không biết nhậu. Con ăn chơi miếng chứ hả con không biết nhậu chú nhớ. Ừ. À, hồng ra giống hồng quà quá, bự quá. Uống nước đá không đi gì chắc khác rồi quá. Lấy nước đá vô chổng đập nước đá uống đi. Uống được kìa. Đây là nước đá uống bia chổng lấy hết là đập uống. Cái này nước đá uống bia hả cha? Ừ. Đầu nãy giờ cũng sáng nước đấy bà. Lốt vô đây để cái trắng vậy. Là con giật mình đó, đang nói chuyện ở đây ăn vụ nói về lá thiếu tô rồi là chạy quay qua cái chú nhớ mà lại hai chú nhớ hết hồn luôn. Hết hồn chứ tưởng đâu cụ đắc tới rồi. Cụ đắc tới giờ là một đấy. Vô. Ủa là từ đó dần hà nó có uống ly rượu ly bia rồi chưa? Nhỏ lắm. Có, đâu nói đâu đi xuống dưới đám mà như ha. Ừ. Mấy người kia nó kêu vô uống chập gì nó quậy muốn ngồi chết. Vậy là chỉnh hả? Ai mà xuống nó uống trời biết nó vậy chắc giờ giận chơi mà không vui á. Tôi phải uống bia đỡ uống ba rượu quá. Trời ơi trời nghe nó đẩy đâu cả chục cốc vậy đưa cho cả chục cốc. Vậy đó hả? À? Mình là bộ dơ nữa. Bộ dơ. Rồi không ai đưa nhỏ dễ cho anh trời nó đưa đâu. Nó cũng độc rác vô nhân đạo được chứ. Biết nhỏ vậy cho nhỏ, xuống nhỏ uống rồi không đưa nhỏ về. Cho nhỏ là bộ dơ. Rồi ra xe cán chết nhát. Thì nghe mấy thằng này nó ngu, mấy thằng này nó giỡn cái kiểu chơi chơi ngu chơi cái kiểu mà giỡn không có vui chứ. Như vậy với ai cho nó uống. Bánh trái cho nó ăn được. Cũng ác rồi. Kiểu nó giỡn chơi á, giỡn mà không có vui. Thấy gì chứ đơn giản chứ không phải gì đâu rồi. Bởi vậy rồi nó ra nó bị cái này kia về sau mà khó lường trước được. Xe cộ đồ này nọ sao nó đưa ra nó đi ra giữa lộ cái rồi lỡ rồi nó đi ngang lộ cái nó chỉnh rượu mà nó đâu phải như mình đụng chết nó hay sao. Có dặn dò nó, có dặn nó không, nó ai đưa đừng uống nữa hả? Có chứ, dặn ra dặn khi ép quá nó cũng uống thầy bò chứ thằng nào nó phải nhìn tao đâu. Bây giờ mình đi thử nó coi, mình còn uống lòng bia này đi. Rồi uống cốc rượu này không sao đâu, không say đâu. Đó, mình dụ nó thì hồi nó cũng uống à. Ừ. Đá nào? Còn chanh năm tú. Còn cá không? Hết rồi vậy. Còn mấy cái trái trong héo queo. Mặn bộ môn nếm miếng ngọt vô. Ngọt nữa. Sao bột ngọt nhiều quá tầm nó nãy tao bỏ hơi nhiều đó. Mình đánh người ta không? Mày hết rồi, mày hết ngọt. Đây kìa. Vô đó. Mình có thể là video này là chắc lên hơi lâu cả nhà ơi. Vì lý do là cái máy tính của mình nó bị hơi xà lị rồi. Mở nguồn thì nó không lên, nhưng khi nó lên thì nó không lên, đợi biết bao lâu. Nhưng khi nó mình đang dựng video rồi cho nó xong cái đó nó hay bị tắt lắm. Tắt cái mình làm lại từ đầu. Tắt mình làm lại từ đầu, có khi một video mà mình làm là có ngày trời chưa xong đó nha. Rồi khi mình đi công chuyện cái nữa. Rồi công việc của mình cái mình đi xong cái là mình treo cái máy tính ở nhà đó. Về tới nhà cái nó tắt mẹ và video chưa xong phải làm lại từ đầu. Okay.
Đi cho đi, vớt vớt con này. Ủa ông gì tối ông có coi đá banh gì không Túc? Đá banh anh đâu có thích đâu. Dạ. Yeah. Kia nữa không? Cô lớn mà vô đá banh là gì? Đang Euro. Còn nhỏ nó phải rồi. Cúp 3, ở lộp cúp 3 ha. Nước ngoài hay gì? Ronaldo, Messi rồi đó mà hay không có đá chung. Hay một cái năm Mỹ, một cái châu Âu. Cái trận sao là vậy, sao này hay lắm nè. Để cho mày coi trong điện thoại không quá hả? Coi điện thoại. Có, hồi thường nó có một hiệp tôi nghĩ rồi. Coi điện thoại đâu có đã bằng coi ở ngoài, ở ngoài nó vô tiếng bự á, ta coi ở ngoài mới hấp dẫn. Đi quán cà phê rồi coi nó đông người rồi nó cũng vui hơn. Còn mà thường đêm ban đêm về tại khuya quá, ban đêm về nó coi khi thức thức coi một hiệp một nghĩ là thấy nó không hay nữa rồi. Thôi hơi thấy đá những trận mình không thích cũng ít coi. Trận mình thích thì coi lâu lâu còn thì coi nó coi hiệp một nghĩ. Khuya quá cả nhà. Coi không nổi. Ủa, coi một hiệp thôi. Sáng lại coi tỷ số, hôm nay coi highlight. Vô. Vô rồi. Ủa gì hả? Ừ. Vô nữa cũng có gì đâu. Đi mà. Quay ngủ rồi. Đá vừa hổm đi ăn nhà hàng, trời ơi. Đá ta. Đi ăn nhà hàng ở Sóc Trăng. Mình nói đi vô ăn ở chỗ nhà hàng ở Sóc Trăng, mình nói là anh em ở Sóc Trăng chắc biết mà cái nhà hàng gì ở đường Trần Hưng Đạo á. Hình như cái đường đó mình nhớ mãi mãi, có khu vực Trần Hưng Đạo hay gì đó trong thành phố á. Biết đãi gì không? Cơm trưa. Cơm trưa đãi cá rô kho tộ. Canh chua, cá chê. Kho tộ chắc gì trời. Tôm xào. Trời ơi, trời, cái gì mình chết quốc cái trời, mình trong ruộng mình mới ra mà ăn cái gì vậy trời. Cái gì chúng ăn cái nhà quá vậy. Đúng rồi, nhà hàng là cao luôn cái vị hơn nữa mà rút là cũng nói bình thường cũng như là cái dạng mà nó đồng quê vậy thôi ha. Đãi cái gì trời, nó cái rô kho tộ trời ơi. Rồi tôm xào. Không có rô kho tộ ngon lắm mày ơi. Nó lạc nhách như nước miếng vậy. Dạ. Kho dở quá. Nhưng được lại cái cửa chiều. Chiều thì chiều tối thì nó vui, nó ngon. Công nhận chiều tối là đúng, đúng chắc là những cái mồi nhậu nha, nó ngon ghê. Nó ngon cái là nó cái súp cua gà rong giống như rong biển vậy ta. Rồi gà ăn ngủ súp nó ngon ghê trời. Công nhận mình cũng thích ăn súp cua cái nữa. Súp cua hả? Ừ. Giống như nước canh vậy đó, cái súp nó thơm, nó ngon, nó hơi nhầy nhầy, phải, như phải ngọt vậy đó. Mà nó ngon. Cái đó chắc là xay ra quá. Ờ, nó hơi nhớt nhớt, ăn như canh phải ngọt vậy đó. Cái đó chắc còn dưỡng như lắm. Ờ, đúng rồi. Cua tô mà đó là chắc còn dưỡng lắm. Gà. Gà nó lóc xương hết trơn, cái nó làm gì là hấp cải xanh. Cũng nó không ngon nổi rồi. Ừ, cải xanh đó. Trong nhà hàng đó phải không? Ờ, hấp cải xanh nó ngon. Nói chung cơm trưa thì mình không ngon, nhưng mà về cử sao mồi nhậu thì ngon thiệt. Gà hấp cải xanh đồ quá, ăn cũng ác đạn cua đi trường lắm nha. Mà gà vườn mình không? Gà vườn chứ ai mà. Gà công nghiệp này không ngon đó. Gà công nghiệp ai ăn gì vô. Rồi cái gì nữa ta? Ba cái chả rồi là khi nó bình thường mình cũng không có đó. Chả lụa, chả lạnh đồ. Nem nướng cái gì đó chứ tiền dữ lắm đó mày ơi. Nhớ ơi, mày thấy như một cuộc nhậu trong nhà hàng chứ tính ra nó dữ lắm tiền đó. Với cái lẩu hải sản món gì nhiều cho tính ra cái món cuối là lẩu hải sản thì tôi không ăn, tôi ra tôi không thích ăn món đó, tại vì nó cũng thấy nó bình thường quá, biến ăn no nghỉ về ra ngoài ngồi cho thôi về. Cái đó là ta kêu cho mình ăn hả, chứ mình tự mình kêu thì nói vậy ha. Ừ, người ta đãi mà, tôi thì người ta đãi cũng nhiều, ví dụ đó đi nhà hàng đãi nhà hàng cũng nhiều. Đúng là ta đãi gì mình lấy. Chứ phải nói về anh em thì vô thì nào thích món gì kêu món đấy. Dê nữa, dê xào lăn mình này chứ. Cái đó ngon à. Tôi ăn được mấy cục còn biến ăn rồi. Mà nó không có gỡ, biến ngon thiệt. Dạng mình ăn cũng hơi no no rồi đó. Dê ăn cái bánh mì á. Dê ra ghi chứ. Mình no no rồi. Có hả?
Ủa chị lại gọi đó hả? Ừ. Còn dặn đi tiệc á, dặn kiểu đi đám á, không biết đâu nó ngon không. Tôi thấy là đi đám dùng đồng tháp. Đồng tháp thì dùng đó thì có ngói sen rồi đó. Sen rồi đó, ta nấu bằng sen đó. Đồng tháp sen, rồi cái búp sen, rồi nói chung là cái bông sen luôn. Đồng tháp với Bến Tre á cả nhà, mình nữa đi đám Đồng Tháp Bến Tre công nhận người ta đãi tiệc đám cưới, là mình đi đám cưới đâu cũng 2-3 lần những cái khu vực đó, công nhận đãi ngon thiệt. Ngon hơn vùng quê mình nha, mình nói thiệt, mình không phải là mình nói, mình nói thiệt luôn. Vùng quê mình đãi đôi lúc nó trừ khi là mình đặt món á thì nó còn đỡ đỡ phần nào, còn mà không đặt món cái là ở vùng quê mình đãi dở lắm. Đãi nhiều khi là tôm luộc nước dừa, rồi cá đời hồng nấu lẩu, rồi gà vịt chẳng hạn, nó rất là bình thường, không có gì hết trơn á. Mà công nhận đi mấy vùng trên đã công nhận ác đạn khu lựa trường thiệt, mấy vùng Bến Tre, Bến Tre với Đồng Tháp đồ á mọi người. Đồng Tháp thì dùng đó là sen đó, có đẩy sen không? Không, tôi có đó vẫn để nó sen chứ nổi có bình thường, có ý tôi nó muốn ăn á. Chứ sen ăn ai ăn bởi gói sen có bình thường mà có gì đâu. Người ta cũng có bỏ vô đó, nó món mà ta lẩu đồ đó. Không có dầu rồi đó. Công nhận cái dầu gỏi vậy phải nhiều món nó ngon. Tặng đầu tiên ăn cá lóc. Cá lóc mà nấu canh mặn á, cái mặn mình đó nha. Hình như là mặn Hoàng. Ăn bá cháy luôn, hồi phức à. Nấu Hoàng cháy mặn đó hả? Cái mặn mình nấu anh nấu canh cá lóc á. Mà mặn Hoàng mà cái ăn cái mùi vị cái mặn của nó thơm, rồi nó chua chua, rồi nó ăn im lắm. Cái nước nó thiệt ngon trời. Bữa nào bé cái mặn mình nấu được cũng trời. Được chứ có gì đâu. Mình người ta mặn hoàng. Mình đi không có giống với người ta. Nếu có thì mình nấu đi cũng được thôi chứ có gì. Mà mặn mình nấu cũng được mà đều có nó không ngon bằng ăn kia thôi. Không biết cái nhà trên đây có ai ăn cái đường đó chưa. Còn đầu tiên mình ăn cái đó là nó ngon thiệt. Cái súp mà cái mặn mình đó, cái mặn mình đó, cái mặn mà ăn chua chua rồi kia đó. Nấu đem nấu canh cá lóc. Ủa, bữa nó ăn thiệt ngon. Mặc dù cá lóc không biết cá lóc đồng cá lóc nuôi mà ăn vẫn ngon. Thấy mà tao nấu canh chua mà bằng chuối mình à. Có ăn chưa? Chuối gì? Chuối già mình à. Tao nấu canh chua á. Ờ, hay lẩu chua, lẩu mẻ thôi, có gì đâu. Ừ. Bỏ chuối rồi, giống như ba nói chuối thôi, có gì đâu không nổi. Ừ, cũng ngon lắm. Trời, trời ơi, vậy, giống như ba nói chuối gì thôi. Trâu giống mẻ rồi, không làm được kiểu đó. Rồi bỏ chuối vô chứ đó. Sơi bắp chuối rồi này kia. Bắp chuối này nói gì mình ăn hoài. Cái trái chuối á. Trái chuối này, chuối già, chuối sáp đồ á. Thì đúng rồi, chúng ba nó chuối rồi bỏ tí tô này vô nè. Được hay sao? Trời tí tô rồi đó, ngon. Nó sao phức hả? Cần có đi nhà hàng rồi, ăn biết nhiều món chả có biết gì đâu. Thấy coi trong đài nó nóng. Làm thấy thì còn ngon. Vì nó kêu bằng cái gì, nó để bếp quê mẹ nấu gì đó. Bà nấu, ăn rất là chế biến, món nó nóng. Lương, ếch, rắn thì uống mình bên chân mà làm món nào thấy cũng đã đi. Các bà chạy xe đạp nữa không? Các bà đó cũng ê kế sau lưng cái thằng nó thì cũng hay lắm á, thằng con bảo vậy hay vậy. Cũng đâu qua gần 6 mấy rồi đó. Giờ làm thì nó hồi đó những cái kênh miền Tây mình cũng thích coi lắm cả nhà. Vì đó mình mới làm lại mình mới là tạo một cái kênh YouTube về cái vùng quê của mình. Vậy lắm rồi vậy. Chứ hồi đó tôi thích coi. Mình thích coi là những kênh mình không thích coi sang Bắc thì mình bình thường quá, mình không thích coi vậy mấy. Sang Bắc trải nghiệm sang Bắc rồi như gắn rùa rồi phải không? À cái đó tôi không có coi, thường thường tôi không rồi, phải không? Ít coi bởi đó. Những cái kênh gì vậy? Bỏ kể cho anh, nói đi. Hồi đó mình coi là cái kênh đầu tiên là Văn Giải Miền Tây. Rồi kênh Hai Lúa Miền Tây rồi chẳng hạn. Giờ còn xài thứ này nữa ta. Cái này bệnh nó mới nhớ em, mà cái này phải có bơm ra. Ô kỹ đi, trời ơi đang nói chuyện em nghĩ ông nói gì ông quẹt chất quất. Mày nói đi, thấy quẹt rồi nó nói.
sau này giờ mình đang có bụng kha đồ không nhận vợ đó nữa, sợ mà sợ mình sợ biến chất thôi. Thấy cái nhà là cái coi mà lướt rồi kia rồi kia coi bụng kha coi nó hay nhìn tội nghiệp. Anh thấy có nhiều cái kênh lên quay lên YouTube đấy, anh cũng có coi đó rồi mất luôn. Chính đầu cho mượn coi mấy lần thấy cũng nhiều có gì thì mở ai tăng tao coi chứ không nội coi ngay đồ thấy cũng thấy tội lắm. Thằng gì nó lên làm gì tốt cái cho mà cạo ra quá là nhúm lửa cũng dở nữa đó. Biết rồi, ta còn chừa chứ này nhóc dưới này nhiều đầy quá, đâu có nóng nó đâu có thoáng hơi. Con lòi vô đang coi cá nóng quá rồi. Lòi vô năm ba vậy. Này mày đốt cái quần đó nghe chứ ơi. Hả? Này mày giục bỏ cái quần đó đi. Ủa, cái quần tao đang quăng giục bỏ. Cái quần này tôi thấy gì chứ. Đứng tay trước cửa tôi thấy hết trơn. Ai thấy? Tôi thấy nè, ai thấy hết trơn. Thò lỏ ra hết trơn hả? Thấy trơn hả? Thấy cái gì? Tôi thấy thịt với da. Thiệt á, tôi thấy cái quần thấy chứ mỏng đứng ngay trước cửa tôi nằm võng là thấy hết trơn á. Thôi nấu nhiều đó đủ. Ai chưa? Thấy hết trơn à. Cái quần kìa, tàn nhẫn với nhân đạo thiệt chứ. Cái quần đó bả đi mua cho cái quần thì xấu cái ghê. Thôi bỏ đi ông Tú ơi. Quần nó xấu thiệt á. Để mẹ mà mày. Bà đã mua vậy? Má mua cho hai cái mua đâu không có sao chứ còn bà già đang mua vậy. Bà già nó mỏng ngon nội thấy tôi nằm giẫm tôi thấy trơn à. Mà thấy cái gì kìa? Bà già ở đâu? Bà má mẹ cũng đúng đó. Ở đâu? Bà Quyên á, trời nó không biết bà đến hả? Không biết đâu. Dạ ông Năm Thu với bà mẹ. Là thấy à. Mình thấy mà thấy cái gì? Thì thấy thật với cái da. Mắt dẹp là không biết rồi, tại ông Hồng vậy đó, bà xà quăng hoài. Thấy cái đùm miếng giấy mẹ đó đi. Ghê quá ông nội ơi, ông nói gì kỳ vậy? Có sao nói mẹ vậy đi, thấy cái đó chứ thấy cái gì nữa.